Hello, xin chào anh em. Bữa nay mình vô cảng Ké Mỹ Tân. Mình quay đoàn tàu Ké Mỹ Tân với lại cảnh cảng Ké vào buổi sáng cho anh em xem nha anh em ơi. Anh em theo dõi xem hết video nha anh em. Đó, cái đường này là đi thẳng vô trong cầu cảng luôn anh em. Có chiếc ghe hai bổ giường đỏ, ghe này ghe của Khánh Hợi anh em. Ghe này mấy năm xuống làm ở cái vùng Mỹ Tân thì thấy cái chiếc ghe này khoái lắm, to mà nó đẹp. Hồi thời điểm đó thì ghe lớn ở mình nó không có nhiều, cho nên là xuống cái vùng mà anh em Mỹ Tân với anh em Khánh Hợi là thấy ghe lớn là khoái lắm, ở biển mà thấy ghe là mơ lắm, nhìn say sưa đắm đuối. Cho nên là giờ làm với cái nghề biển cộng thêm mạng xã hội nó cũng phát triển, cho nên mình đi tới đâu thì mình mơ cái cảnh ghe biển mình quay lại cho anh em xem. Thì không riêng mình mà trong những anh em làm biển thì ai cũng có cái nỗi niềm đó, thấy ghe là mơ mộng đó. Sơn cái màu ngầu quá anh em. Đây có chiếc trụ này năm ngói mới đóng về. Ghe trụ này là ghe của Mỹ Tân. Ghe này tầm thứ trụ là tầm 19m, gần 19m nha anh em. Hồi lúc đóng về mình có leo lên ghe này mình chơi, nhưng mà lúc đó mình chưa có làm kênh YouTube. Chiếc 19m mà đậu bên cạnh chiếc ghe hai bổ giường đỏ này thấy chiếc 19m ta xíu à. Phọt ghe ở đây đóng nó rơm nhìn nó ngầu kinh binh, nhìn cái ghe nó kinh binh đó. Mình nhắc lại một cái đặc điểm đặc trưng cho anh em xem tàu cá lưới rút của Ninh Chữ với Khánh Hợi lúc nào cũng có cái dàn hàng hải kéo dài ra cabin đó anh em. Đây, ở đây anh em quan sát thấy là thậm chí trên chiếc tàu cá tới 20 mấy mét này mình nó chỉ trang bị các cái bóng điện bằng điện tiếp thôi anh em. Đó, thì anh em biết ở đây người ta nào sử dụng cái nguồn điện rất là thấp ha, cường độ ánh sáng không có cao, thậm chí những con tàu này còn có 1-2 máng ở sau mà nè, 2 máng bóng tiếp. Tàu nhựa vô trong cái khu vực lòng cảng neo
chiếc ghi gỗ to quá trời. Đó, ghi gỗ cũng có cái dàn hàng hải từ trụ kéo ra cabin, mà tàu nhựa cũng có. Này cái điểm quá đặc trưng nữa anh em dễ nhận thấy. Với lại cái điểm đặc trưng thứ hai nữa là các cái mui lầu ở anh em Ninh Chữ với Khánh Hợi á, mà ghi gỗ lúc nào cũng có cái mui lầu 2 tầng mà có cái lồng riêng dành cho cái khu vực tầng trên đó, dành cho cái anh thuyền trưởng hết á. Hầu như chục chiếc phải có hết. Này ghi gỗ to quá anh em, đang cập cảng á. Này số Nimro lạ quá, số 0 rồi trước. 02015. Này anh em, nhà cảng mới của cảng Mỹ Tân nha anh em. Nhà cảng rộng rồi, đẻ không? Cảng này vô cân ké là mát rồi rồi luôn đó anh em thấy không? Cái đoàn thuyền con của ghe lui của mấy chiếc ghe lưới đó, là đậu là cặp khách hàng luôn đó. Hầu như là không có chỗ hở luôn. Quay lại mấy bạn đứng vũ cơm xăng nha quý anh chị xem nha. Xăng đắm cũng nhiều quá. Xăng đi trên mấy cái ghe này chạy ghê lắm. Ghe này nhỏ nhưng trang bị động cơ lớn hơn. Anh em nào từng làm cái nghề lưới vũ thì vào clip mình xem để nhớ lại nghề một tí xíu nha anh em. Khu vực quanh cảng, khu vực hai bên cánh kè, bên nào ghe thuyền cũng neo đậu dứt cứng. Có nghe chỗ cảng thì nó trống xíu cho ghe ra vào. Này là cái cầu cảng cũ anh em. Cầu cảng cũ trước khi có cái cảng mới thì khu vực cảng Mỹ Tân là chỉ có cái cầu cảng này thôi. Nó ngắn mà nó chật chội lắm. Đó. Cái việc mua bán trên cảng vào buổi sáng anh em.